chà. EBS này, Gulit EBS này là cũng ngon này, Gulit EBS, Gulit Cap này. Con này là bố của ngon luôn sếp, bảo là Thế khúc thì không ngon. cũng không cần phải là chơi Icon 6 Gulit đâu. Như vậy thì nếu được pick slot 1 thì không nhất thiết phải pick Gulit, đúng Không không? pick còn được chứ đừng nói là không nhất thiết sếp ạ. Em Vậy. thấy con đấy là không cần phải pick luôn, bởi vì Gulit có quá nhiều sự lựa chọn. EBS 8, Không đến MC thôi, đến Hát 8, Hot, Hot MC là không 9. ngon rồi. Hot là không ngon à. Thực ra thì 8 team, 8 team thì lượt 1 thì không cần pick Gulit. Nếu mà lượt 1 mà có độ khoảng 3 team pick Gulit rồi thì lượt 2 là mình phải pick, còn nếu mà nó ít hơn thì để nó lượt 3 pick cũng được. Đấy, nó là như thế. 24 hero được mỗi Snyder à? Mỗi Snyder thuận hai chân. 23 TS thì có thể chơi Kevin được này. Mùa CC thì là CR7 này. Theo anh thì với cái luật này chỉ có 3 con Moment đáng pick thôi. Theo đúng luật nha, vì chưa có Gulit Moment nha. Moment thì đúng là ít, không có nhiều Moment đáng pick ở trong cái... Nhưng kể ra thì Rooney Moment, Balak Moment, Angri Moment, Pele Moment. Hơi mặn lương quá nhưng mà em nghĩ rằng là người ta vẫn sẽ pick, hơi hơi mặn quá. Thế quả Gulit MC9 là cũng tương đương với bọn cap 8 này mà lại rẻ đi hai lương này, chỉ số bằng luôn. Thằng Gulit nó chỉ thấp cái điểm, Gulit MC nó chỉ thấp cái điểm phòng ngự với sếp, còn lại chỉ số nhiều cái còn chỉ số còn to hơn nữa. Mấy cái chỉ số công cao vãi đài. Đấy, nhưng mà kể cả là gọn Gulit EBS mà cộng 8 thì nó cũng chỉ là chỉ số 111 đúng nhỉ? À quên, 121 chứ. Vãi 111. Giờ đã ra 120. Chỉ số là 120. Như thế thì nó thua con Icon Moment có 1-2 điểm thôi. Xem chỉ số công làm gì rồi lại đá mâm. Anh em cứ nói thế nhỉ? Lại là đúng không? Lại fan của mấy đội ở nhà đúng không? Đội Sếp ở nhà nói thế lại bị cắn bây giờ chứ lại. Đội ở nhà thì cũng phải cổ vũ cho mấy đội đi quốc tế. Bởi vì là T4M mà nó thắng được một trận thì tức là nó sẽ kéo theo những cái đội ở nhà được đá giải chung kết tổng. Ở trong nước có thể là đối thủ, còn ra quốc tế thì phải là đồng đội. Tư duy như thế thì làm sao thì được. Ví dụ như là T4M mà nó thắng một trận, hoặc là giả sử nó thắng được hai trận thì nó sẽ kéo được 4 slot cho giải tổng cuối năm. Như thế chả không sướng à? Thủ môn lại là con Van der Sar TC10, MC9, ui rồi. Càng đẹp nè, Van der Sar TT nữa chứ. Ba con Van der Sar đang chờ các bạn. Nào, thầy Mô, livestream tư vấn đội hình nào? Tư vấn gì thì 24 TI thì bỏ, 24 TI thì bỏ chặt rồi. Con đầu tiên pick thì em vẫn nghĩ là Pele Icon 6 rồi. Pele Icon giờ Moment thì quá mặn lương. Các hồ khác thì là cộng thấp, chỉ có Icon 6 của Pele là ngon nhất. Giải này không có dô béo ITM với Gulit à? Nó phải đồng bộ em ạ. Theo như anh biết thì là sẽ không có những cái cầu thủ mà nếu giả sử như có một server nào đấy chưa xuất hiện thì con đấy sẽ không được phép dùng. Ví dụ như Gulit sẽ không có, nhưng dô béo thì có mà. Không có Gulit ITM. Đấy, turn đầu tiên nha, turn đầu tiên là sẽ pick là Pele, Pele Icon 6 à? Hay là Pele Moment? Moment thì hơi bận lương sếp ạ. Nhưng mà không búp team color nha. Pele Icon thì sẽ là lương 28, Pele Moment thì lương 33. Pele Moment thì nó kinh. Đó, cứ theo lời thầy Mô, Pele Icon 6. Rồi, chỉ số 123, full lương thì sẽ thành 128. Không có team color cho nên là sẽ không có búp team vàng, team trắng này đâu anh em ạ. Turn đầu không pick dô béo ITM á? Dô béo ITM không hay, không ơi. Ba con ITM mà nếu như pick đi mà không có Gulit nha, không có Gulit ITM nha, thì Pele, Angri và Eusebio. Anh em ạ, anh em nhìn con Chao Bum Kun nó đá là gì nữa. Con này đá nó kiểu nổ hũ vãi. Tình huống dễ thì hút éo vào, tình huống khó thì đóng phải vào. Nào, nếu mà turn 2 nè, turn 2 thì bể cầu thủ vẫn nhiều lắm. Có làm con CR7, CC6 không? Bảo. Hay là Kevin, anh nghĩ là với cái mức thẻ cậu như này vậy hậu vệ lương cái trước con là con đó. Em bảo là em tư vấn pick Pele Icon là bởi vì Icon The Moment thì ngon hơn, nhưng mà Icon The Moment thì lương quá mặn, lương tận 35 thì làm sao mà đá hậu vệ cánh lương cao được. Thì ta đang bảo là chốt rồi, đang bảo turn 2 thì có nên chơi CR7 CC6 không? Thật ra thì lúc ấy em nghĩ là hơi khó để còn CR7 CC. Bên bọn Hàn Quốc bọn nó pick CR7 CC còn hơn cả rô béo Icon mà. À, con CC em nghĩ đến lượt 2 thì hơi khó. Nhưng mà cũng nếu mà được thì đương nhiên là nên pick. Thì for em họ đánh đầu nhiều thì em nghĩ là CR7 là sự lựa chọn khá là hợp lý. Nếu mà lượt 2 mà có hai người pick Gulit thì phải giật ngay con Gulit MC9. Còn Gulit MC là một con mà công được thủ được, đa năng hơn con Pele. Gulit Gulit ZTN cũng được, Cap cũng được, EBS cũng được. Con nào đánh đầu chả kỳ. ZTN chạy hơi nhanh đấy. Đầu mà có hai team pick Gulit
thì mình nên pick con từ ở lượt 2 con Ulit luôn, bởi vì sợ đến lượt 3 thì là hết. Lúc đấy thì bắt buộc phải dùng RTN cộng 7. Mùa trước anh em biết rồi, bắt buộc cụ dùng cụ cha, nhưng mà cụ cha thì khá là thối. May là Pele gánh được, Pele gánh dã man. Ulit nhiều mà khi nào pick chẳng được. Ulit nhiều nhưng mà các đội nó cũng sẽ pick. Pick theo hình con rắn mà không? 8 độ thì Ulit giỏi lắm là còn đến lượt 3. Lượt 1 thì khả năng sẽ bay 1 đến 2 con Ulit đúng không? Thế thì lượt 2 nó cũng sẽ phải bay tầm 2 đến 3 con Ulit. Thế thì đến lượt 3 thì vẫn còn, nhưng mà nó sẽ là những cái con mà nó không nằm trong cái kế hoạch ban đầu. Nó tùy thuộc vào việc là các đội khác nó pick thế nào. Các đội khác thì lượt đầu thì nó cũng sẽ cố gắng để pick con tiền đạo chủ lực, thì những con tiền đạo chủ lực nhìn vào có thể thấy như là Harry Kane DC6 này, CR7 CC6 này. Đấy, đấy là những con tiền đạo có thể gọi là chủ lực được. Mùa 23 TS thì vẫn có con Lewandowski này. Đấy anh em ạ. Đó, nếu mà pick theo kiểu tốc độ nhanh để đánh đầu thì em nghĩ rằng là team T4 em họ không có nhiều sự lựa chọn như thế. Bởi vì những con đánh đầu tốt, ví dụ nó pick Robéo là tịt hẳn. Robéo là chơi tạt là tịt hẳn. Cái mùa ITM được có cộng 1 thôi. Không ạ. À, người ta phải cân nhắc cái câu chuyện là có thể là ITM AI của nó ngon đấy, nhưng mà nó không có lợi thế về mặt chỉ số. Đây giả sử như con Pele đi, Pele này là lương 28, Pele kia bằng chỉ số. Hơn 2 chỉ số. Và hơn 2 chỉ số, nhưng mà hơn đến tận 5 lương, không có team color, giải quốc tế không tính team color. Như vậy thì 2 chỉ số cộng với AI thì tôi cứ cho như là nó lợi thế được lên đến thêm 2 chỉ số nữa đi, tức là lợi về 4 chỉ số đi. Vì AI của ITM mình cứ mạnh dạn cộng nó cho thêm 2 điểm so với lại con thường thì coi như là được lợi 4 chỉ số đi, nhưng mất tới 5 lương. Đấy là cái trong T4M. T4M đã không bị cánh lương cao. Đúng rồi. Không bị cánh của T4M rất lương rất cao, mà các bạn pick Icon The Moment đầu thì hy sinh quá lớn và nó không đáng kể. Câu chuyện nó khác biệt ở đây là team color nha các ông nha. Nó sẽ không có team color vàng, không có team color đội, cho nên là Pele Icon là ổn. Pele DC cũng ngon, nhưng mà lại thêm một lương so với Icon. Cái đấy là cái phải để ý. Hậu vệ thì đợt này không cần pick hậu vệ sớm, bởi vì là với cái mức thẻ cộng như kia thì cái bể hậu vệ nó quá dày. Không hiểu. Ui xem ơi, em đang xem cái video của Lê Hoan, em nghĩ thất sủng tại lợm quá. Lê Hoan nó sẽ là một cái con mà người ta có thể pick dự bị cũng vẫn được. Hút láo anh em. Đấy, cho nên thường tân đầu người ta sẽ pick tiền đạo chủ lực. Pele là một sự lựa chọn này. Hungry ITM, Pele ITM, Eusebio hai mùa là những tiền đạo mà người ta khả năng sẽ pick. CR7 mùa CC, Harry Kane mùa DC. Còn Harry Kane này khả năng lượt 2. Em nghĩ là hơi khó, bởi con Harry Kane thì hơi chậm. Harry Kane khả năng lượt 2. Kéo chậm đâu. Harry Kane HG với DC chạy nhanh vãi đồi. Vậy thôi. Nhưng mà Ulit sẽ pick chưa? Ulit. Mùa MC thì quá có quá nhiều con quốc dân rồi, nhưng không nhất thiết phải pick đầu. Mùa MC sẽ là bay ở những cái lượt 3-4-5. Không, nghĩ đến lượt 2 bắt đầu mất MC. Chỉ mất vài con thôi, chứ mất làm sao hết được cái đám mẹ Van Dijk, Rijkaard các thứ. Nét vét. Hậu vệ thì chưa mất. Hậu vệ thì chắc chắn chưa mất. Hai lượt đầu thì chắc chắn không thể mất hậu vệ được. Thậm chí 3-4 lượt đầu em nghĩ là vẫn chưa mất hậu vệ. Ví dụ như là team này nhá, team này lượt 2 pick con Gullit anh nghĩ là ổn này. Làm con Gullit MC đi. Hoặc là Gullit MC8, xong rồi để cân lương cả đội lên. MC9. MC9. Lượt 2 T4M nên pick Gullit. Đây, từ từ. Gullit là chuẩn. Xong bắt đầu cân để pick hậu vệ cánh lương cao. Lượt 2 T4M nên pick Gullit MC9. Lượt 3 pick luôn CR7 MC9 luôn. CR7 MC9 đá cánh được. Lượt 3 là pick CR7 luôn. Hậu vệ cứ để sau. Thậm chí có thể không pick hậu vệ, vì thật ra 8 đội thì pick hậu vệ kiểu gì nó cũng đầy đủ. Đúng rồi, nó quá thừa hậu vệ. Tội gì phải pick hậu vệ sớm. Đấy, như này là đẹp. Thậm chí lương mà ngon ngon này có thể mẹ cho kéo CR7 vì đá hậu vệ cánh luôn. Đây, tiếp này. Đến bắt đầu bây giờ là nó sẽ khó hơn à. Mùa MC mà được cộng 9 thì mẹ không có lý do gì mà lại không tận dụng. Nó quá ngon, toàn những con mẹ. 24HR nó chỉ có VLE, con gì đấy, nhạc trưởng mùa của Uruguay với là con Snyder là thuận hai chân. Đều là những con không nên pick. Pick mấy cái con đấy mẹ phí slot. Trong khi mẹ DC cộng 6 anh em có gì Lampard, Beckham, Root, bao nhiêu con đã hay. Tội đéo thì phải đi pick với bọn đấy. Cái mùa 24HR mùa coi như vứt đi, cho vào đây mẹ. Ông nào gọi là chỗ yêu mến thì pick, chứ còn quá nhiều lựa chọn khác. Có 8 team thôi mà anh em. Ở dưới này thì anh nghĩ là vẫn có cơ hội để làm con ma thú Icon 6. Giữa ai có thể pick sau được sếp. Cơ bản là vì nó quá nhiều. Ma thú Icon thì mạnh, rất mạnh mà lương lại rẻ. Lương 27 là rẻ. Netvet MC9 sếp ơi. Anh nghĩ là Netvet MC9 là đến cái lúc mà mình pick được 3 turn này thì nó không còn. Thế phải dành ngay Netvet MC hoặc là Netvet RS 8.
Netvet. Chứ mấy mùa LN các thứ thì lại không ăn thua. Netvet thì có 3 mùa này, EBS, CAP, MC. Đấy, là rất là nhiều. Các em đánh giá cao bằng MC với cả EBS. Ừ, nhưng mà tức là nó vẫn có 3 mùa. Cộng 8, xài ổn, ưu tiên thuận hai chân chứ sếp. Ôi, bây giờ cứ thuận hai chân đi. Bây giờ tôi hỏi các ông mẹ con Perisic E218 với con CR7 MC9 các ông chọn con à? Ông chọn thuận hai chân không? CR7 nó chạy ỉa lên đầu. Ưu tiên nó cũng phải tùy tác vụ chứ mẹ. Thờ Varad à hả? Cái mùa 23 New Gen này không biết con nào ngon nhỉ. Van der Ven các kiểu đó chứ, Garnacho. Van der Ven hậu vệ. Van der Ven hậu vệ ok này. Van der Ven hậu vệ ok này. Garnacho bỏ đi. Van der Ven hậu vệ vẫn được. Pedro up 8 thì không ngon lắm đâu. Pedro từ khi mà hết người rồi mới pick Pedro. Netvet nó còn một rổ. Netvet có 3 mùa nha, MC, EBS với CAP ngon này. Perisic thì sẽ chỉ có mỗi mùa E21 là đáng pick đầu. Chứ còn Spotlight 7 thì bình thường. Không đói 7 cầu thủ đến mức phải pick Martin Caceres đâu nhỉ. Team này tôi nghĩ là vậy. Búp MC, cứ bú MC thì là ngon. Net ven nó lại là net luôn đấy chứ. MC cộng 9 thì mạnh quá ấy. Giành giật mấy con MC xong rồi bắt đầu chia cân lương đều ra thì thậm chí có thể dùng luôn cả Van der Sar MC9 thì ôi trời ơi. Sau khi mà pick được 5 con này thì làm con Van Dijk MC là được rồi này. Trong này làm con Van Dijk MC là được rồi này. Được 4 con rồi là lấy Van Dijk MC được. Bởi vì là lúc này là nó sẽ tùy thuộc vào cái việc là các đội khác nó pick giữa thế nào. Ở giữa thì nhiều lắm, Balak thì cũng một đống mùa, không phải vội nha, riêng Balak không phải vội. Balak có MC9 này, có CAP 8 này, EBS 8 này. Đấy, có Icon 6, Best ở World Cup 6, Best World Cup thì lởm. Nhưng Balak thì không thiếu mùa nhá. Đa phần người ta vẫn pick giữa hai chân anh em ạ. Nói chung là giữa thì sẽ có những cái con như là Beckham thì vẫn pick được. Beckham thì vẫn pick được. Còn Ma Thú thì rất nhiều mùa. Nhưng mà ngon thì vẫn là Ma Thú Icon 6 thôi. Khả năng là vẫn sẽ còn. Ma Thú Icon 6 chắc còn đến khoảng turn 4. Quá turn 4 là mất. Tony Kroos thì nhiều lắm. Thì chỉ hợp với cả Thành Hòa thôi chứ còn. Tony Kroos thì có DC này, có CC này, có MBS thôi. Đến thế đó. HG nữa. HG cộng 7, Tony Kroos thì vẫn được. Còn Tony Kroos mấy mùa khác thì thủ yếu lắm. Aesang cũng mà đầy anh ạ. Aesang thì gần như mùa nào giống nhau. Aesang MC9 cũng ngon. Nếu mà đá cái sơ đồ của thằng Quang Crit ấy, dùng con Aesang đá cái mỏ neo AS3 cũng khá ngon ấy. Đấy. Rijkaard thì người ta sẽ là ưu tiên MC9 các bạn ạ. Rijkaard MC9. Rooney thì cũng có Icon 6. Rooney Icon 6, VTR9. Rooney VTR9 cũng ngon này. Dự bị là con Hungry MC9 cũng mẹ bá đạo. Thủ môn này có củ tỏi cộng 10 này, củ tỏi TC này, củ tỏi TB này, Van der Sar NHD TT TC MC này, củ tỏi cũng có MC này. Từ từ hãng pick, ai đi pick thủ môn tầm này, quá nhiều thủ môn. Thủ môn là để mấy lượt cuối cho anh em. Kể cả mẹ vơ bèo gà tép làm con Rafa Man 1-2-9 thì vẫn dùng được. Đấy, đấy là mẹ Donnarumma đấy nhá. TB, Golden Rocky, mẹ Donnarumma mùa hot 9 bắt cũng được. Nhiều lắm không ạ? Cứ pick ở trên chưa? Cái quan trọng là vì nó không tính team color cho nên là mình không bị gò bó theo cái kiểu là phải tích theo team color. Cứ con nào còn mà mạnh thì pick thôi. Quá dư thủ môn. Không phải sợ anh em ạ. Củ tỏi, có đống củ tỏi luôn. Tầm này cứ làm một quả mẹ. Văn Đại cứ MC ở pick mẹ. Giải này cứ MC ở pick chứ còn gì nữa. Chỉ có cái là mẹ phải có nhiều phương án để thay thế vào cái thời điểm mà bị đội bạn nó bớ mất thôi. Đá không team color thì thoải mái. Hậu vệ cánh như đợt vừa rồi bọn nó đá cũng ngon đấy. Luxor với Spinazzola mùa 21 nói chung là cũng bét rồi. Benjamin mang đi thì nó dê cứng lắm anh em ạ. Thể hình các thứ của nó ok nhưng mà nó dê cứng lắm. Còn đấy tôi nghĩ là tí em không nên pick. Lúc này mà vẫn muốn tấn công thì anh em chọn hẳn lương cao, các lốt MC9 khỏe nhanh tạt bá cháy luôn, sút bá cháy luôn mỗi tuổi trần. Nếu mà chỉ thủ thì làm con Theo Hernandez gà rán cộng 10 cũng được. Tầm này hậu vệ biên thì nhiều. Kể cả con Hao Cancelo MC9 cũng ok này, lương 17 này. Không đến tầm này nên pick giữa rồi. Pick con Van Dijk xong rồi phải pick giữa thôi, không khác được. Van Dijk xong rồi chắc chắn phải pick giữa. Em nghĩ là tầm này thì kể cả một vài con như kiểu Yaya Touré, con The Moment thì vẫn đã giữa được. Lương hơi mặn tí nên là chưa chắc nhiều người pick. Lương mặn pick nhưng mà mình làm như thế mình sẽ khó lựa chọn trong cái việc mà thay cầu thủ. Thì thay giữa thôi, ai con The Moment đá giữa vẫn uy tín. Lúc mà thay người vào á. Em nghĩ là để Moment giữa là đẹp rồi.
Moment tiền đạo thì thật sự tiền đạo không có nhiều con ngon, nhưng mà ví dụ như Balak hay là Yaya Touré Icon giữa Moment đá giữa thì lại hợp lý. Tao không thấy sếp nhắc gì đến hàng gì, tại em éo nghe thì em cứ vặn vẹo. Tao bảo là chỉ có mấy con Moment đáng pick thôi, và anh nghĩ là nó sẽ không còn, bởi vì team T4M sẽ ưu tiên Pele. Ma thú là đẹp nhất, ma thú là đẹp nhất. Sau đấy lại Mandini TC10 anh em ạ, lại Mandini TC10, con hàng sở trường Mandini TC10 bố phết đấy, bá đạo phết đấy. Úi xồi, như này thì thoải mái. Em bảo thừa nhét nhét lương mà, nên mới bảo là ở giữa cứ đá hai con giống mình được. Pick thằng Van der Sar cho uy tín luôn. Còn Van der Sar luôn, đỡ phải thay người. Dư nhét nhét lương. Cứ pick team này thì mẹ Van der Sar không phải thay người. Đấy. Trong nó lực VL thì... Ố còn lực luôn. Đấy, dự bị thì có thể làm con Hungry MC được, nhưng mà khả năng là Hungry MC sẽ rơi vào tay của Programmer. Programmer kiểu gì cũng sẽ pick Hungry. Nhường bạn thì làm con Hungry MC dự bị cũng ngon, chạy cũng tít khói. Bây giờ giữa anh nghĩ chỉ có ma thú là ngon nhất rồi. Em bảo rồi, cứ hai con icon giữa Moment lương 30, hai cái cánh lương 20 là tròn trăm lương là đẹp. Sếp phải ngại. Ai đéo, phải ngon. Bà lách ngon. Balak nhiều gì? Balak mua icon giữa Moment nữa kìa. Balak Moment được có cộng 1. Nhưng mà vẫn ngon được 2/5 lại còn ZDO được cái ổn nữa kìa. Đó là phiên bản hoàn hảo của Balak luôn đấy chứ. Yêu đéo thì Zira cũng được mà. Không, Zira thủ làm sao bằng được sếp. Đây, bây giờ là lại đúng cái con hàng mà bên... T4M đã dùng The Pinazola 21 tương 22 cộng 8. Đấy, như này cũng không nhiều lắm đâu. Như này là cũng không thừa nhiều lắm. Bây giờ là lương mười mấy, còn dư có 16 lương thôi ông nội ạ. Ai mà pick Spinazzola, lúc em nghĩ là chỉ cần con Cancelo MC được rồi. Cancelo MC là chân 53, con này chân 54 này, thằng này. Con này em nghĩ mà team họ đá con này hộ cánh CB mà. Bạn cánh phải như Kai Walker. CB của nó là Kai Walker, còn đá cánh là Spinazzola. Hết rồi. Có phải Van der Sar lên hơi cao. Van der Sar giảm xuống TC cộng 10. Pick như này, TC hoặc TT đều được. Đấy. Van der Sar mùa TT mà cộng 10 thì chỉ số thấp hơn con MC tí. Cứ đòi Balak cơ. Xứng đáng mà, gì cũng đáng đâu sếp. Vẫn hài lương, vẫn hài lương. OE21 là con lương quá cao rồi. Ông thì làm con Alexandro MC. Đúng rồi. Alexandro MC cộng 9. Đấy là cũng đẹp, lương 19. Đấy, phải lãng lực rồi, lãng lực phết rồi. Gánh lương cho Balak. Theo mà lương 19 thì lại không có con nào không ạ. Theo nó có Golden Rocky và mấy cái mùa khác đâu. Roberto Carlos nó tạt cho vỡ mồm á. Balak lương 31 vẫn được. Balak lương 31 thì vẫn được. Bởi vì nó cũng ngang ngang chỉ số con ma thú. Ngon của nó luôn đấy chứ, người ta tính rồi. Ai con giờ Moment lương cộng 1 chỉ số 120 mấy thì đúng các mùa khác. Nếu pick cao như nhất này, chỉ 120 mấy thôi. Pick như này thằng Quang vẫn đá được này. Pick như này á, cho con Balak đá AS3 nhá. Hàng ở trên là có Gulit, ma thú, Netvet, tiền đạo là CR7 Pele, thằng Quang vẫn đá được. Như này là Quang vẫn đá được. Đấy, thằng Đạt với thằng An này đá 4222 thì dễ rồi. Quang đá 4132 thì vẫn đá được, ngon luôn. Tự bị Hungry. Hungry với thằng con gì tấn công ta? Ken HG, Harry Ken HG anh em ạ. HG cộng 7 mà DC cộng 6 thì chọn HG. Đấy, lợi chỉ số hơn. PSA E21, Benzema E21, lúc này dự bị hai con đấy cực kỳ ngon. Benzema ông. Nếu mà Benzema thì lại bỏ Ken, vì là như thế thì nó thừa. Chiesa là một sự lựa chọn hay nhưng mà anh nghĩ là đéo còn. Dự bị thì lại không nên pick Perisic anh em ạ, vì là Perisic nó là con build up, còn đá dự bị thì phải vào để dí thể lực đối phương. Thằng nào còn yếu thể lực mình dí vào chỗ đấy. Pick Lukaku, lựa chọn một trong hai thôi. Một là Benzema, hai là Harry Kane. Con Kane chỉ số vẫn to hơn. Kane với lại Hungry chỉ số 121. Benzema 119. Ê, sếp có thể cân nhắc Benzema MC 9. Benzema MC chỉ số cũng chỉ bằng con E21 thôi mà lại không ngon bằng. Không cần giảm lương đâu mà. Tự bị lần này không cần giảm lương. Con gì nữa nhỉ? Son Cap à? Son Cap lên quá, Son Cap tạt ngu anh em ạ. Son Heung-min nó tạt ngu, không đời nào thằng T4M nó pick đâu. Kevin anh em nói tôi còn thấy hợp lý. Kevin EBS được. Kevin EBS nặng 76 cân, đá cộng 8 được. Bỏ Benzema, lấy Harry Kane thôi. Weezer mùa nào? Ông Harrison mùa nào? À, Weezer mùa Hardwalker cộng 6 thì lấy một thẻm mà không? Ông Weezer đấy mới chạy chạy tạt tốt 2/5 thuận hai chân. Cũng là người hơi bé. Chỉ số tạt
với phòng ngự đều tốt nhưng mà sút ngu ở đá rồi. Đúng rồi, con Wizard là hậu vệ mà. Mane phản công ngon nhưng mà lại tạt ngu anh ạ. Mane thì phản công rất ngon nhưng mà tạt ngu cũng được, lấy Mane cũng được nhưng mà tạt ngu ấy. Mane là ZD ngu và tạt ngu, chạy thì rất kinh. Anh em đến thời điểm này lại quên Eusebio các mùa rồi. Còn Eusebio mùa nào thì đều pick được mùa đấy. Cơ bản là không cần thiết lắm. Đá dự bị Henry ngon hơn cho em. Henry chạy nhanh lắm, Henry nhanh hơn Eusebio nhiều. Liver 5 đây, không có bonus, chạy 134 em ơi. Đây Henry đây này, đây là không tính team color nhá, lấy là phải lấy Henry em ơi. 6 chỉ số ẩn toàn cái ngon, mẹ tinh tế, sút tạt vá ngoài, sút xoáy, chạy 134, sút 129. Con này mà không pick nữa thì con này nó đáng pick hơn con rô béo MC9 nhá. Thứ nhất là rô béo MC9 khả năng là sẽ không còn, sau khi mình pick CR7 thì khả năng rô béo MC9 cũng bay, nhưng còn lại con Henry nha mọi người, khả năng phối hợp ngon. Bây giờ là chỉ có pick hậu vệ biên nữa thôi, hoặc là một con đa năng có thể đá được cả hậu vệ. Thủ môn thì không cần pick, dùng Van der Sar đến hơi thở cuối cùng. Pick một con Van der Sar là đủ. Trời ơi, nó ra cái quả mẹ. Liverpool sân khách chấp 1 thì mẹ. Tầm này thì khả năng cao là vẫn còn Rooney Vidia cho team này, nhưng mà như thế quá nhiều cầu thủ tấn công rồi, cần thiết lắm. Nghĩ là team E4M sẽ không pick Mane đâu, mà sẽ là pick Rooney vì không cần thiết. Có Henry với Kiesa và Kevin thì không cần pick Rooney đấy. Họ sẽ pick Rooney, đá nó quen tay rồi thì cứ đá thôi. Rooney hay con The Moment còn khớp. Thực ra là vẫn có quả Rooney LN7 này, cũng được này. VTA 9 thì được chuẩn rồi, VTA 9 thì đá quá quen tay rồi thì họ sẽ pick con này. Đấy, đá quen tay rồi sẽ pick. Đấy, tên này thì khả năng cao là sau khi mà pick con Mandini thì cũng sẽ không còn con Rijkaard MC đâu. Nhưng mà cứ cho vào. Đấy, Rijkaard. Đến tầm này nếu mà còn nữa thì pick con gì được ta? Chắc vẫn pick MC. C Bình rất đam mê MC. Rooney Golden Rookie á, Golden Rookie 10 á. Nếu mà có pick thì pick con Messi Golden Rookie nhỉ mà. Tri ân, ám quả bóng vàng. Messi Golden Rookie hoặc là Messi HG nhá. Messi HGZ cực kinh luôn. Con Messi HGZ cực kỳ khủng khiếp luôn anh em nhá. Đường 27, Messi HG, Liver 5, thẻ cộng 7. Chỉ số sút xa 126, sút xoáy 130, thăng bằng 134. Con này dê cực kỳ khét. Còn nếu mà không ấy thì làm con Messi Golden Rookie cũng là một con khá là ngon nhá. Messi mùa Golden Rookie là AI giống hệt con 19 TI. AI nó giống hệt con 19 TI luôn. Đây, Messi này, con này cộng 7, con này cộng 10. Đấy, tôi thì thấy là team này nó không bị thiếu lương. Đấy con Messi HG ngon đấy, Messi HG ngon phết đấy. Vào cửa tạt cũng được nha, Messi HG tạt được nha. Xoáy 126, tạt bóng 116 không hề tệ. À lên Liver 5 nữa là tạt bóng 121 rồi, 120. Đấy, Messi HG được á, một cầu thủ mà nhiều người không để ý nhưng được dê dã man luôn. Được của nó xem. Được mà, Messi được. Đấy, anh em chụp lấy cái ảnh post vào group gợi ý pick team cho E4M. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.